Việt An xin mến chào các bạn. Theo khá nhiều lời yêu cầu thì hôm nay mình xin chia sẻ cùng mọi người một cái bánh kem đơn giản để các bạn có thể biếu tặng hoặc là mình thưởng thức trong các dịp đặc biệt. Vị bánh hôm nay đó là matcha và sô-cô-la. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu luôn ha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần cốt bánh bông lan. Mình đã có video chia sẻ cùng các bạn cụ thể và chi tiết các bước làm. Do đó ở video này mình chỉ trình bày sơ lược thôi ha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng. Mình không cần phải tách quá kỹ, nhưng mình sẽ hạn chế không cho lòng đỏ bị vỡ ha các bạn. Rồi mình cho vào đây 20g đường và mình sẽ đánh đều lên. Sau đó mình cho vào đây 60g sữa và 50g dầu ăn. Mình cũng khuấy đều lên và cho tiếp vào đây 85g bột mì số 8 cùng với 8g matcha. Rồi sau đó là 3g baking powder. Rồi mình rây vào hỗn hợp lòng đỏ và các bạn trộn đều lên. Hôm nay mình không còn bột mì số 8 cho nên mình dùng 65g bột mì đa dụng cùng với 20g bột bắp này các bạn. Hỗn hợp của mình nó sẽ đặc như thế này. Sau khi hỗn hợp đều thì mình sẽ đi đánh lòng trắng lên. Mình cho vào đây một vài giọt chanh và mình đánh ở tốc độ trung bình của máy. Khi phần lòng trắng đã đục thì bây giờ mình sẽ cho phần đường vào. Mình dùng ở đây 65g đường ha các bạn. Mình chia làm 2 hoặc là 3 đợt, mình cho vào từ từ và mình đánh đều cho đến khi đường tan hết. Thì các bạn sẽ tăng lên tốc độ cao nhất và mình đánh cho hỗn hợp trứng của mình bong cứng. Rồi mình quay về nấc trung bình hoặc là dưới trung bình, các bạn đánh cho đến khi trứng của mình nó cứng chóp và nó mềm, nó mịn là được ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem trộn cùng với phần hỗn hợp matcha ha. Hỗn hợp bột này để càng lâu thì nó sẽ càng đặc lại đó các bạn. Nếu các bạn sử dụng bột mì số 8 thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nếu các bạn không thường xuyên làm bánh thì các bạn nên sử dụng bột mì số 8 để các bạn làm bánh được dễ hơn ha. Mình cho thêm một chút xíu lòng trắng nữa để cho nó mềm hơn. Và mình đi trộn cùng với phần lòng trắng còn lại luôn. Khi các bạn trộn xong thì mình nên trộn kỹ lại một lần nữa bằng phới dẹt để cho hỗn hợp của mình nó thật là đều ha các bạn. Mình sẽ trút ra làm 2 khuôn, mỗi khuôn 15cm. Rồi mình cho vào lò nướng và mình nướng ở 160 độ C trong khoảng 30 phút hoặc cho đến khi phần mặt bánh của mình nó vàng là được. Mình lấy ra và mình để cho bánh thật là nguội trước khi mình đi trang trí. Để trang trí bánh thì mình sử dụng kem tươi cho hôm nay. Đây là một hiệu rất là tốt nè các bạn. Phần kem của nó rất là ổn định, giá cả thì rất là phải chăng. Và để làm cho nó ổn định thêm, các bạn có thể sử dụng thêm rất là nhiều loại để các bạn pha vào. Thì hôm nay mình sử dụng thêm sô-cô-la trắng, vừa làm cho phần kem của mình thơm hơn, vừa làm cho nó ổn định hơn nữa ha các bạn. Rồi mình cho vào đây 120g whipping cream. Mình sẽ làm cho nó chảy ra. Mình có thể cho vào lò vi sóng khoảng chừng 40 giây, hoặc là các bạn đặt nó trên một nồi nước sôi cũng được ha các bạn. Và mình cho vào trong ngăn đá khoảng tầm 15-20 phút. Để trang trí một chút cho phần chân bánh, mình dùng thêm ở đây một ít bột matcha và cùng với một ít nước. Mình từ từ khuấy lên cho hỗn hợp này nó thật là mềm mịn ha các bạn. Tiếp theo, để tăng phần đậm đà cho bánh,
thì giữa hai lớp bánh mình sẽ dùng thêm một lớp kem matcha ha các bạn. Mình dùng ở đây 4g bột trà xanh cùng với 12g đường bột và 55g phô mai tươi. Sau đó các bạn trộn đều lên là được. Và lưu ý tiếp theo đó là các bạn nên để nhiệt độ phòng ở nhiệt độ thấp khoảng chừng 25 độ C trước khi mình đi trang trí ha. Bây giờ mình cho tiếp vào đây 330g whipping cream. Và mình sẽ đánh lên. Mình cứ đánh ở tốc độ hơn trung bình một chút là được ha. Và các bạn đánh cho đến khi phần kem vừa bong cứng thì mình sẽ không đánh nữa và mình chuyển sang trộn ha các bạn. Phần kem này nó không nên quá cứng, nó phải còn hơi mềm mềm một chút hả các bạn. Phần bánh bây giờ đã nguội hẳn, mình sẽ đi lấy bánh ra. Và mình cắt mặt bánh nếu nó bị lồi lên quá nhiều hả các bạn. Rồi mình cho kem vào trong túi bắt kem. Và sau đó các bạn khóa túi lại. Lắp đế bánh vào ở giữa bàn xoay. Mình cho một chút xíu kem và mình cố định bánh. Và mình sẽ đi một vòng kem trước khi mình cho phần nhân vào. Mình trộn vào đây một chút xíu kem tươi để cho phần nhân này nó được mềm hơn khi các bạn để lâu ha. Rồi mình cho vào giữa bánh luôn. Thì sở thích thì các bạn có thể thay phần phô mai matcha này bằng dâu tươi cũng được, hoặc là bằng đậu đỏ cũng được ha. Rồi sau đó mình đặt nửa phần bánh còn lại lên phía trên. Mình canh cho đều ha các bạn. Và mình sẽ qua bước tiếp theo, đó là mình sẽ khóa vụn bánh. Mình sẽ đi một lớp kem mỏng ở xung quanh bánh. Rồi các bạn chà cho phần kem này đều khắp mặt bánh để cho phần vụn bánh này nó sẽ không len vào lớp kem phía ngoài ha các bạn. Rồi bây giờ mình mới đi lớp kem chính. Các bạn cứ đi cho phần kem này nó hơi dày một chút cũng được. Mình đi hết phần thân bánh, mình cứ đi cho nó cao lên một chút luôn ha các bạn. Rồi tiếp theo là tới phần mặt, mình cứ cho hết kem lên bánh luôn cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ chà láng phần mặt trước. Mình sẽ cố định con dao lại, mình không nên để dao nó di chuyển quá nhiều ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ xoay và từ từ tăng tốc. Và cũng tương tự như vậy, mình cũng để im một cây cắt bột để mình chà láng cho phần thân. Phần chà láng này nó cũng tương đối là khó. Nếu các bạn không làm để bán thì mình cũng không cần phải đòi hỏi quá tỉ mỉ ha các bạn. Quan trọng đó là do chính tay mình làm ra là được rồi. Và mình sẽ dặm nó lại ở những chỗ mà nó bị lỗ to ha. Sau khi các bạn đi phần thân thì phần kem nó sẽ nhô lên tới phần mặt. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên phần mặt bánh. Mình dùng dao chà láng, mình kéo từ phía ngoài vào giữa mặt. Mỗi lần các bạn kéo xong thì mình phải lau dao ha.
Phần bánh của mình đã tương đối hình thành thì bây giờ mình sẽ làm tới phần chân bánh. Mình cho vào đây một chút xíu kem tươi để mình dễ dàng dán nó vào trong phần thân bánh hơn. Nếu mà hỗn hợp quá cứng thì các bạn cứ cho thêm nước để cho nó mềm ra nha các bạn. Rồi sau đó mình cũng đi lại phần thân một lần nữa. Và thêm một lần nữa ở phần mặt. Các bạn cứ đi liên tục như vậy cho đến khi nào mà các bạn thấy ưng ý chiếc bánh thì được ha. Và ở lần cuối cùng, các bạn có thể cho một chút whipping cream vào trong mặt dưới của dao chà láng và các bạn áp lên bánh, nó sẽ giúp cho mặt bánh của mình nó mịn hơn đó các bạn. Mình sẽ trang trí ở phía trên với một chút dâu, các bạn chẻ đôi ra và mình gắn lên phía trên bánh ha. Bánh của mình đã xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra ha. Bánh sẽ ngon nhất khi các bạn cho vào tủ lạnh khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Tổng thể bánh thì rất là mềm và ngọt vừa. Phần kem rất là thơm và nó có mùi hơi ngậy ngậy, đó là mùi của hạt cacao trong sô-cô-la ha các bạn, cùng với một chút đắng của hạt matcha và phần kem phô mai tươi ở giữa, nó làm cho vị bánh trở nên rất là đậm đà. Việt An vừa chia sẻ cùng các bạn những bước cơ bản để trang trí một chiếc bánh kem đơn giản. Dù nó không quá phức tạp nhưng mà các bạn cũng cần phải luyện tập một chút. Các bạn hãy làm bánh một cách thoải mái. Việt An hy vọng mọi người thích video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye!